tốt nghiệp ở trường Sài Gòn Tourist. Thường thời gian ngoài thời gian đi làm thì thời gian rảnh em đi xem phim, mua sắm. Theo em biết thì đất nước Singapore là một cái đất nước rất là sạch sẽ và lại cái môi trường sống rất là cao, thì em muốn qua bên đó học để phát triển cái tiếng Anh của mình hơn. Trước đây thì em đi làm ở Sài Gòn trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn thì được khoảng 2 năm. Nhưng mà cái môi trường đó thì phải tiếp xúc với người nước ngoài nhiều, thì em thấy cái vốn tiếng Anh của mình chưa có được giỏi lắm, thì em muốn mình được đi học trau dồi hơn. Đầu tiên thì em đăng ký ở trường Nhãn Danh 6 tháng học tiếng Anh. Sau 6 tháng tiếng Anh đó thì nếu mà em có điều kiện thì em sẽ đăng ký thêm chương trình quản trị kinh doanh ở đó. Em làm ở hồ sơ ở Tân Đại Dương thì các chị nhân viên ở đó rất là nhiệt tình, vui vẻ. Mấy chị rất là chu đáo, giống như là mình thiếu hồ sơ gì hoặc là chị cần gì thì chị cứ liên hệ trực tiếp thì em bổ sung cho chị. Người làm hồ sơ cho em là chị Kim, chị rất là nhiệt tình, vui vẻ và chị rất là nhiệt tình hỗ trợ em trong cái hồ sơ giấy tờ để chuẩn bị đi học. Trước đây thì em có khoảng 2-3 người bạn đã từng làm ở đây rồi và bạn em đã giới thiệu em đến. Thì bạn em nói là ở đây rất là làm việc rất là nhanh nên em đến để làm. Trong vòng 1 tháng thì em đã nhận được student pass. Nếu mà sau này em có bạn bè để đi học thì chắc chắn là em sẽ giới thiệu đến thành đại dương của mình. Dạ, em thấy ở đây anh chị rất là vui vẻ, giấy tờ lại nhanh, nên em thấy cái gì tốt thì em sẽ giới thiệu cho bạn em.